anh có một vườn cao. Nhà chị trầu nhiều lắm em, nhà chị quá chị trầu luôn. Chiều chiều anh sang bên ấy. Thôi để chị qua, chị bưng qua cho. Nhà chị nhiều chị bưng qua tới lên luôn qua nhà. Chị cái tên thiệt của chị là Nguyễn Thị Cục Hứng phải không chị? Sao hả? Chị làm người đối diện tuột cảm xúc hoài luôn á. Lạnh lắm đừng có tuột cái gì ở đây hết trơn á. Đang đi giữa một cái khung cảnh nó dễ thương, nó hữu tình ở cái xã Cao Nhân, vốn dĩ là cái nơi mà nổi tiếng với những cái vườn cao. Chị thân yêu, nãy giờ chị em mình đang đi ở đây, chị có nghe loáng thoáng một cái giọng hát nào đó nó quen thuộc văng vẳng bên tai mình không? Giọng hai chị em mình á. Ở đây người ta mê mình, người ta mở bài hát lên ta nghe đó em. Không phải đâu chị, không phải mê mình đâu chị. Không phải mê vì mình hát hay đâu. Bởi vì mình đến đây mình mang đến một cơ hội đổi đời cho một người có hoàn cảnh khó khăn, cho nên người ta đang chờ đợi mình. Chương trình coi nữa rồi. Ở ngoài kia kìa đang trời đất ơi, đi lẹ em ơi. Lẹ em ơi, dễ quá em ơi. Bà con ơi, tụi em tới rồi đây. Ôi, xin chào bà con của xã Cao Nhân. Xin chào mọi người. Yeah. Ấm áp quá bà con, tới đông quá. Con chào cụ, chào cụ. Dạ chào cụ. Trời ơi, thương bà quá, có bà cụ đi nữa. Thương cụ quá. Trời dạ, con cảm ơn. Em không nhiệt tình lắm. Dạ, con ngồi đi, ôi đây. Ủa các bà cụ lạnh này có được không ạ? Dạ. Con đã khí này. Ngồi đi bà. Con mời các bà lên đây ngồi nhé. Đúng rồi, cho bà ngồi luôn. Cô bác nào lớn tuổi mình lên trên mình ngồi coi cho nó rõ. Đại Nghĩa và Việt Hương xin gửi lời chào đến bà con cô bác ở xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên. Lời chào nồng nhiệt nhất đang đến với chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Cơ Hội Đổi Đời sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Ba hàng tuần trên HTV 7. Chương trình sẽ là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn nhà hàng Tôn Zacs công nghệ inox đến từ tập đoàn Bluecorp 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Dạ quý vị ơi, và chương trình Cơ Hội Đổi Đời chúng tôi đã đi khắp vùng miền của đất nước. Hôm nay đặc biệt có mặt tại Cao Nhân, Hải Phòng. Và thời tiết thì rất là lạnh, nhưng mà tất cả những nụ cười, những tràng pháo tay của quý vị làm cho chúng tôi rất là ấm. Đặc biệt ngày hôm nay, những người có mặt để hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh để cần phải đổi đời. Khách mời đầu tiên là một cô ca sĩ trẻ. Dạ. Quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ trẻ đem đến năng lượng ấm áp cho mình. Xin mời Emily. Wow. Màu đỏ bước ra cái là nóng ấm liền. Ấm áp quá phải không quý vị? Dạ, và bây giờ Emily ở đây rồi thì chúng ta sẽ giới thiệu một trong những gương mặt mà tôi nghĩ là hầu hết nhà nhà người người đều biết cô ta. Và trân trọng kính mời nghệ sĩ Vân Dung. Rồi, bây giờ chị Vân Dung ơi, chị phải nói một cái lời gì để kêu gọi được quý vị khán giả tại Hải Phòng giùm em. Thưa quý vị khán giả, là Vân Dung đã xem chương trình này rồi và cảm thấy là vô cùng xúc động. Và hôm nay thì Vân Dung đã được chương trình mời đến đây. Và Vân Dung cảm thấy rất là vui. Và điều quan trọng nhất ấy, là cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhìn thấy những mảnh đời khó khăn như thế này thì hôm nay dù có vất vả đến mấy, dù có khó khăn đến mấy, Vân Dung cũng phải cố gắng thật nhiều để dành nhiều tiền cho những mảnh đời khó khăn ạ. Nãy giờ chúng ta đã có hai cái màu sắc khác nhau, một người là ca sĩ, một người là nghệ sĩ. Thì bây giờ một người sẽ xuất hiện ngày hôm nay vừa đẹp trai mà vận động viên quốc gia nha quý vị, cấp quốc gia luôn. Điều quan trọng Đại Nghĩa. Gì nói cái gì em? Cất đi. Làm sao cất em được? Xấu không bằng người ta. Trong cái sân khấu này em là người đàn ông đẹp nhất. Bây giờ đây, người này bước ra là em cất luôn. Em không tin. Rồi đây, chị trân trọng kính mời con trai chị. Ai? Em đứng ở đây. Em đứng đây cho nó mau nhục. Trân trọng kính mời Vũ Thành An. Cái kiếm đâu? Cái kiếm đâu? Anh qua đây đứng với em. Anh qua đây đứng với em Emily ạ. Vũ Thành An em ra em đứng kế Đại Nghĩa giùm chị. Em qua đây em đứng kế chị Vân Dung. Ủa? Đó. Em trai quá. Giới thiệu về mình em. Lần đầu tiên em xin chào hai anh chị MC và cùng toàn thể bà con đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Em là Vũ Thành An, hiện tại em là vận động viên đội tuyển quốc gia môn đấu kiếm. Thành tích cao nhất em đạt được là U23 châu Á, huy chương vàng và 5 huy chương vàng SEA Games. Trời ơi, huy chương vàng SEA Games mà 5 cái huy chương vàng. Còn huy chương vàng trong nước là chất bằng lưu nha quý vị. Để trong lưu mới đủ. Một lần nữa, vỗ tay thật lớn cho ba khách mời ngày hôm nay. Và ba khách mời ngày hôm nay tới đây để hỗ trợ cho hoàn cảnh nào thì mời quý vị cùng với chúng tôi xem những cái clip của người dẫn đường. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Ánh Tuyết, đến từ nhãn hàng Tôn Zacs. Tôi rất mong đợi chuyến xe cơ hội đổi đời đến tại nơi đây, Phú Thọ quê hương tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với cơ hội đổi đời thôi nào. Anh Đông ơi, anh có nhà không ạ? Có ạ. Ừ. Chào anh. Ừ. Chào cô, vào nhà uống nước. Vâng. Chào anh Đông. Được. Giới thiệu với anh, tôi là Ánh Tuyết. Ngày hôm nay thay mặt cho chương trình Cơ hội đổi đời, tôi đến thăm anh và tìm hiểu về gia đình nhà mình. Anh phát hiện ra mình bị chất độc da cam từ bao giờ ạ? Từ lúc sinh ra. Thế anh Đông bây giờ được mấy cháu ạ? Em được 2 cháu ạ. Vâng. Cháu mẹ nó sinh ra mẹ nó bỏ đi từ lúc nó còn nhỏ, lúc nó học mẫu giáo. Tôi có 3 đứa con. Đứa đầu thì do nhiễm chất độc hóa học của ông nội với bố để lại, đứa mất rồi. Tôi nhiễm chất độc da cam nó làm cho tôi tàn tật, đau chân, đau đầu, nó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của chúng tôi. Tay tôi bây giờ nó co quắp và coi không có cảm giác gì nữa. Chân bây giờ nó teo cơ, bây giờ nó đi lại nó hơi vất vả, khó khăn. Vòng đau từ xương đến xuống lưng mình. Bố cháu bị bệnh tiểu đường và chất độc da cam. Tối bố cháu bị đau thì cháu với em cháu đấm bóp cho bố cháu. Răng tôi bây giờ nó cũng ảnh hưởng theo ấy, nó phái hóa thì nó khó chịu, ăn không ăn được. Lắm lúc nó ra nó cũng khóc, khóc với tôi, nó tủi thân. Thế mà tại sao lại bệnh tật là cứ dồn lên con, tôi cũng thấy rất là tủi. Thế là lắm lúc nó cũng đông buồn. Bố thì bảo như khánh được, bố sẵn sàng bố khánh. Nhìn thấy bạn bè có gia đình đầy đủ, cuộc sống được ăn no, cháu thấy chạnh lòng ạ, thường ngồi khóc một mình. Hồi cháu mới học lớp 6 thì có nhiều bạn hay trêu mày đi học sao chẳng ai đi cùng. Lúc đó cháu rất là buồn và tủi thân. Tôi ở trong căn nhà được 17 năm rồi. Cái chú nhìn cái nó rộn cái rột là lấy cái chậu cái xong là cứ hấm quanh đây này, chỗ giường cháu ở đây nhìn bác cái chú nhìn đằng sau phải tránh cái bạc thì là che không có tát, mà nó trên nó cứ tát vội hết xuống đây này, thì mưa gió to quá là phải chạy sang nhà khác, còn mình không ở đây được. Hè thì cháu đi làm, đi phụ giúp của quán ấy, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, làm từ 9 giờ sáng đến gần 12 giờ đêm ấy. Công việc thế cũng áp lực ấy. Về thì lúc buổi chiều cháu được nghỉ, thường cháu lên đồi để lấy củi. Đường rất là khó đi, tại vì mùa lạnh này cháu phải cố gắng lấy củi để về để còn sưởi ấm cho gia đình. Vợ của tôi là nó bỏ cháu đi từ lúc cháu còn 5 tuổi, bố con đùm đốm gió mà nuôi nhau rồi. Mẹ cháu để cháu ra đến bây giờ thì cháu vẫn chưa được nhìn thấy mặt mẹ cháu. Bây giờ mẹ cháu quay về đón bọn cháu đi thì bọn cháu cũng không đi với mẹ cháu, bọn cháu ở với bố. Bây giờ cháu muốn mẹ cháu về để gia đình cháu được đoàn tụ. Thích đi học ạ, cháu rất thích nghề hướng dẫn viên du lịch ạ, để kiếm nhiều tiền về lo cho gia đình ạ. Tại vì cháu thấy nhà mình là phải cố gắng cháu học chứ cháu không bỏ cuộc ạ. Di xếp tập hợp tổng lực tấn công. Yeah! Mục tiêu tiếp theo, dì xét bành mấy nhà cho ta. À! Cái này như inox hay sao ấy? Tôn Zacs công nghệ inox với 4 lớp bảo vệ chống reset như inox. Tôn Zacs công nghệ inox khuất phục reset. Sau khi chúng ta đã cùng với người dẫn đường đến thăm gia đình của anh Đông thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với gia đình anh Đông tại sân khấu để nghe anh chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Xin mời gia đình của anh Đông. Dạ thưa quý vị, đây là gia đình của anh Đông, là nhân vật chính trong chương trình Cơ Hội Đổi Đời ngày hôm nay. Anh Đông như chúng ta đã xem clip thì chúng ta đã thấy anh nói năng rất là khó và đi đứng cũng khó và tay chân cũng rất là khó để mà có thể hoạt động được. Và người đứng bên cạnh của Việt Hương là người sẽ đại diện cho anh Đông, vì anh Đông sức khỏe cho nên không đứng được. Dạ vậy là chú là ba của anh Đông đây phải không ạ? Mà chú ơi, gia đình mình có mắc nợ ngân hàng không ạ? Gia đình có. Là số nợ là của mình là ngân hàng là bao nhiêu ạ? 30 triệu. 30 triệu bà nợ, số nợ này bao nhiêu năm ạ? 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Dạ, nợ 30 triệu của ngân hàng và nợ 3-4 năm. Và đây sẽ là áp lực rất nặng cho ba nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay. Bây giờ mời gia đình anh Đông và hai con xuống dưới ghế ngồi. Chú Đạo sẽ ở đây với chúng con. Mình xúc động quá. Nếu mà hôm nay để cố gắng thật nhiều. Ba các em, chúng mình sẽ cố gắng nhé, để làm sao để cho chú trả được hết nợ này, có một số tiền để nuôi các em nha. Ba chị em mình cùng cố gắng nhá. Rồi, ba người giơ tay lên. Rồi, chúng ta cùng cố gắng nha. Và những lời nói của chị Vân Dung rất là xúc động, đại diện luôn cho hai đứa em của mình. Chúng ta cố gắng ngày hôm nay để trả nợ được cho gia đình anh Đông. 1, 2, 3, yeah! Bây giờ xin kính mời ba vị vào thay đồ để chuẩn bị cho thử thách đầu tiên của Cơ Hội Đổi Đời. Xin mời ạ. Chào bà con cô bác đang quay trở lại với chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Thưa bà con, bây giờ sẽ là khách mời đầu tiên của chúng ta để coi đó là ai nha. Xin mời tên. Đó là Emily. Em thân mến, có cảm thấy hồi hộp không? Em đang rất là hồi hộp ạ, bởi vì thật ra bình thường thì em không giỏi chơi game đâu. Và vì thế nên là em sẽ hôm nay sẽ cố gắng hết sức và hy vọng là mọi người ở dưới cũng sẽ giúp đỡ cho em ạ. Yên tâm, bà con hỗ trợ nhiệt tình cho em nha. Coi thử thách dành cho Emily của chúng ta là gì? Mời chú bấm nút. Mời em đọc. Thử thách 1. Người chơi di chuyển đến sân bóng chuyền Chiều Thơ tại thôn 4, xã Cao Nhân để thực hiện thử thách về tính kiên nhẫn. Ủa? Bây giờ chú bấm xác nhận một cái là em chạy liền ha. Chạy lẹ. Ai hỗ trợ cho Emily đến sân bóng chuyền giùm em? Chạy. Dạ thưa bà con, ở đây thì chúng ta sẽ theo dõi cái cuộc hành trình của các khách mời. Trên màn hình ở đây nha, chờ vài giây thôi, nó sẽ hiện lên đây cho mọi người cùng xem. Sắp đến rồi. Tình lũ ủa con không biết, bị bỏ phía sau rồi. Rồi, đã tới rồi. Nhanh lên. Đeo găng tay vô. Đưa điện thoại cho chị thấy có găng tay, chị kêu em đeo găng tay thôi. Alo. Có 5 sợi dây đang xen vào nhau và đầu còn lại là micro. Người chơi sẽ chọn một sợi dây, sau đó tìm cách gỡ các sợi dây để tìm được cái micro buộc vào sợi dây mình đã chọn. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của em mở hết cái sợi dây rối này ra để em rút được cái micro ra. Gỡ nhanh. Các anh ơi, các anh làm ơn nhìn đây chỉ dùm cho em gái đó. Chỉ bằng cách nào để lấy được cái micro này ra, gỡ rối, Vũ ra. Không được lấy dao cắt. Kìa, ảnh kêu tung to lên. Anh tung phụ coi, tung, đúng rồi, tung lên. Đúng rồi đó, tung lên, làm đi, làm. Chàng mượn hai bộ đồ vest, tao nói ở Cao Nhân đẹp trai không? thế cho người ta đừng uống. Anh ơi giúp được không ạ? Cả nhà ơi vỗ tay lên ủng hộ nè. Ủng hộ tinh thần, ủng hộ tinh thần. Emily giỏi lắm. Không được, giúp ta không được anh ạ. Rồi, được một giây này. Cái dây này đấy ạ, dây này luôn đấy. Thưa bà con cô bác, hiện nay có tới 7 thanh niên trai tráng lực lượng trong vùng đã phóng tới giúp đỡ cho Emily một cách vô điều kiện. Dạ rồi, ra rồi, ra cái đầu dây rồi. Tìm được micro, người chơi sẽ hát một bài hát sở trường của mình thì hoàn thành được thử thách và nhận được mã số của chương trình ZS. Rồi, hát một bài sở trường của mình. Rồi, hát chay, giống như tôi vậy nè. Ô kìa ai như cô thắm, con bắt năm ở xa mơ kìa. Dạ, người chọn xinh quá, em giống như cách cô là ta. Áo bà ba đi chưa đã. Đó, phải không vậy? Phải không vậy? Để đi em, hết rồi. Đây, hát thêm một đoạn nha. Em vẫn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng cau mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Yeah! Rồi, bỏ ra lấy mã số liền. 4. Rồi bấm xác nhận. Số tiền là 21.437.969. Wow, vỗ tay bà con ơi. Trời ơi, vui quá, vui quá. Dạ thưa chú thấy sao chú ơi? Con rất cảm động và xúc động, không biết nói nào mới chảy nước mắt được. Vâng, vừa cảm động vừa xúc động. Thế gửi lời tất cả cảm ơn tất cả đến chương trình và tất cả khán giả đã ủng hộ. Bà con ơi, vỗ tay chào đón Emily quay trở về. Chào em, mừng em đã quay trở lại, chúc mừng em và cảm ơn em rất là nhiều. Em ơi, em thấy thử thách này thế nào? Ôi em thật sự lúc đầu em bị choáng váng luôn anh ạ. Bởi vì nhìn đống dây đấy giật ra tay thì mình còn yếu nữa mà giật mãi không được. Bây giờ Emily sẽ vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách cuối cùng của em ha. Chào đón bà con cô bác đã quay trở lại với chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Thử thách tiếp theo, xin mời vận động viên Vũ Thành An. An ơi, ra đây em ơi. Mới ra thấy sung rồi, thấy chạy rồi. Khởi động hả em, khởi động hả? Vâng, khởi động rồi. Thường mình thi đấu mình khởi động khoảng bao lâu? Cũng phải tiếng 2 tiếng. 1 đến 2 tiếng để khởi động. Vâng. Rồi, bây giờ mình vào đây để mình coi coi thử thách dành cho An là gì. Bấm nút. Người chơi sẽ di chuyển đến nhà của anh Phùng ở thôn 7, xã Cao Nhân để thực hiện thử thách về sự khéo léo. Chú bấm xác nhận em chạy liền cho anh. Chạy liền. Bà con ở đây dễ thương quá trời dễ thương luôn. Thử thách nào là cũng nhiệt tình hết. Các bạn kia là bây giờ đang chở An đến nhà của anh Phùng ở thôn 7. Mình đi thẳng 1 km sẽ thấy bản khu vui chơi giải trí Hoàng Gia Bảo. Đi thẳng vào bên trong khoảng 300 m. Nhìn bên tay phải là nhà anh Phùng. Có cái sân cát bóng chuyền. Tới rồi. Thử thách dành cho em nè An ơi. Tại đây người chơi sẽ thực hiện thử thách là thảy vòng vào 5 chú vịt. Hoàn thành xong người chơi sẽ nhận được kiếm. Ui trời ơi. Thôi lên, thôi lên, thôi lên, thôi lên. Mọi người ơi, mình coi mình cổ vũ nha. Hụt rồi, hụt rồi. Ráng lên An ơi, ráng lên, ráng lên. Mình có cách nào mình lùa con vịt nó ra ngoài không? Kêu mấy bạn thanh niên nó vô lùa cái đám vịt cho nó ra cái góc chuồng gần gần chút xíu lại cho nó dễ. Rồi, cố lên, An ơi, cố lên. Vâng. Thử thách là người chơi sẽ di chuyển đến nhà văn hóa thôn 1, xã Cao Nhân để nhận thử thách tiếp theo. Đến nhà văn hóa thôn 1 ạ. Bây giờ em đang trên đường đến đây, bây giờ tiếp theo là gì anh nhỉ? Ra khỏi cổng Ủy ban Nhân dân xã Cao Nhân rẽ trái đi thẳng khoảng 500 m thì thấy nhà văn hóa thôn 1. Nhưng mà các anh bạn chở là người địa phương đúng không? Ông biết đường không mọi người? Dạ dạ. Số tiền chúng ta đang có bây giờ là 24.600.000 đồng. Tới rồi. Vũ Thành An. An ơi, bây giờ nè, em phải di chuyển trên cầu khỉ bập bênh, dùng kiếm đâm vào những cái lỗ trên bảng để tìm 4 mã số được giấu trong 4 cái lỗ bất kỳ. Đến khi tìm được hết 4 mã số thì hoàn thành thử thách. Lên cầu khỉ, đi lên cái bập bênh, đứng ở trên cái đó chọt vô cái lỗ này để lấy cái mật mã. Xong rồi đấy. Muốn chọc lỗ nào cũng được, miễn có bong bóng. Ê, được rồi đó, một cái bong bóng rồi đó. Yeah, được một cái rồi. Chữ đời, số 6. Tiếp tục đi em, muốn đi cái mặt bên cũng được. Đây, chữ đời, số 6. Yeah, cái thứ hai rồi. Làm tiếp đi em, chữ hỏi. Số 6 luôn. Bà con ơi, bà con nhớ vỗ tay lên nha. Khi người ta có cái mật mã này là mình sẽ có tiền á. Rồi có mấy đứa nít nó chỉ kìa, dễ thương quá. Cần có mấy đứa nít nó chỉ kìa. Xuống dưới An ơi, thấp xuống dưới. Chắc nhỏ tôi được bạn chỗ đi. Thấp xuống dưới. Xuống dưới, đúng rồi, lớn lên nữa. Đúng rồi, xuống dưới, xuống dưới. Số 9. Số 9 chữ đổi. Thiếu chữ cơ. Đánh chữ hỏi à. Có 3 số mà em. Yes. Yeah. Không. Trời ơi, được rồi. Cơ hội đổi đời ghi vô. Cơ số mấy? 7, 6, 9, 6. Số tiền là 24.658.080 đồng. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn bà con đã ủng hộ. Đây chú, người đã mang về cho gia đình mình số tiền hơn 21.600.000 đồng. Quá dễ thương luôn. An ơi, em thấy thử thách này đối với em như thế nào, nó có quá khó không? Tức là nếu mà trường hợp mà không được sự giúp đỡ của bà con cô bác thì rất là khó. Em có biết cái người mà chỉ cho em để em có thể em chọt đúng những cái lỗ mà có bong bóng nó là ai không? Lúc đó đông lắm bạn thì không đây, nhiều người chỉ. Anh sẽ trân trọng giới thiệu cho em biết quế nhân của em đây. Anh sẽ đưa quế nhân của em lên sân khấu. Đây, nhân vật đã giúp cho An có thể là chọt đúng những trái bóng một cách chính xác là cậu bé này đây. Vỗ tay. Dễ cưng hết sức. Con trai con tên gì? Con tên là Lê Chí Quang. Giỏi quá. Quang mấy tuổi? Cháu 4 tuổi. Trời ơi, có 4 tuổi thôi mà ngoan ngoãn dễ thương. Mà hồi nãy con coi, con có rung không? Có hồi hộp không? Có. Mà con chỉ với chú An là chọt cái kiếm đúng chính xác luôn, con vui không? Có luôn, mọi người cũng vui luôn. Chú Nghĩa hung con một cái được không? Cưng thiệt cưng, đẻ được đứa con thì đá đồng tiền bắt gạo. Cảm ơn con trai rất nhiều nha, cho chú Nghĩa bồng nè, đã. Và bây giờ thì An sẽ vào trong để chuẩn bị cho thử thách nhóm, thử thách cuối cùng. Mọi người ơi, vỗ tay một lần nữa dành cho Vũ Thành An. Chúng ta sẽ gặp gỡ với nữ nghệ sĩ Vân Dung. Lạnh quá kẹt cửa luôn không chị? Lạnh quá cái cửa mở không được luôn quý vị ơi. Chị sao rồi, sức khỏe chỗ không chị? Bây giờ thì không còn lạnh nữa rồi, bây giờ đang nóng lắm. Nóng lắm chứ chị. Bây giờ mời chị vào đây. Vào đây. Đứng đây. Và bây giờ mời chú bấm nút để tìm thử thách. Người chơi tìm đến nhà ông Biên, khu dân cư văn hóa Đồng Quýt, thôn 4 để thực hiện thử thách về ẩm thực. Bấm nút chú Đạo. Không muốn bảo hiểm chưa chị ơi. Bấm nút rồi. Ôi trời ơi, cái này mình chết á. Muốn bảo hiểm nữa. Khu dân cư văn hóa Đồng Quýt. Em đi cho bắt nha. Như vậy là cũng đã có một chị hỗ trợ cho chị Vân Dung đến với khu 4. Khu 4 hả? Khu 4 hả? Xóm 4. Đó rồi, đó rồi. Đồng Quýt thôn 4. Đúng đường không vậy chị? Đúng không? Đúng rồi, đi. Nói chung đi đường tắt thôi, đi bây giờ chốt đi đường này đi. Sao? Xa, đường này nó xa. À, đường này thì nó xa. Ai giới thiệu bà này tới đây? Bà tự nguyện à. Tôi nói sai lầm khi tôi giao bà chị tôi cho bà áo xanh đó. Chị ơi, đi một vòng rồi mà chưa thấy nhà Ngọc Liên đâu. Trời ơi. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Đến rồi đúng không? Đến rồi. Mừng quá, cuối cùng cũng đến đích rồi. Làm gì làm gì? Tại đây người chơi có nhiệm vụ thu gom thông câu đã trẻ nhỏ được bơi ngoài sân vào gốc na cạnh nhà. Ok. Chọn cho em với các bác ơi. Fan của chị Dung nhiều lắm. Nhanh lên các bác ơi. Nguyên một tập đoàn bà con tới phụ chị Vân Dung. Vô fan của chị Vân Dung đông lắm. Cảm ơn bà con quá nhiệt tình. Mọi người chạy ra. Xong rồi. Sau khi thu gom thân câu xong, người chơi sẽ nhận được cua và bắt tay vào làm món nem cua bể. Ok, rồi nghe rồi, nem cua bể, luộc cua trước. Luộc cua trước hả? Luộc cua rồi mới tách cua được. Món này là đặc sản Hải Phòng đúng không mọi người? Em làm nước mắm đi, làm nước mắm. Cắt nguyên liệu ra. Em là con Hải Phòng hay con ở đâu? Người con Hải Phòng. Bình nước sôi mà, cho em người con Hải Phòng nhưng không biết làm món Hải Phòng. Thôi chị, cảm ơn anh. Anh cho em xíu vô đây để em luộc. Để em đi, đúng rồi. Bà con ơi, vỗ tay, bà con ơi, cổ vũ nào. Đây là tô nước mắm đây. Rồi, chị cho em tô đi. Tỏi. Nước mắm. Ok. Rồi chị sắc cho em su su với cà rốt. Đúng rồi. Chị sắc bên kia, sắc bên này. Chị Vân Dung đang sắc đồ chín bên kia, Hương sắc đồ sống bên này. Vâng ơi, thái hành nhá. Thái hành cho vào đây. Chị ơi, cái này đang rất là ngon rồi. Bây giờ mình chỉ cho là cua vào, hai chị em mình gỡ vào là gói chiên. Ok. Dạ thưa mọi người, bây giờ thời tiết đang càng lúc càng lạnh hơn, cho nên là cũng rất là khó khăn cho các nghệ sĩ, các khách mời của chúng ta. Hai cái thôi chị. Hai cái. Ok. Nghĩa ơi, còn nhiêu tiền? Số tiền bây giờ là 18 triệu chị ơi. Chị ơi, số tiền bây giờ còn có 17 triệu mấy rồi chị ơi. Cho bà hỗ trợ đi chị. Hỗ trợ đi kia mọi người ơi. Chia ra chị ơi, người làm cái này là người làm nước chấm, người chia, người xếp. Ai cho em xin miếng giấm. Mỗi người làm một tấm bông cho em với chị ơi. Có giấm thì mới ra được cái món này à. Vâng, xem chấm rồi. Cố lên. Đúng bắt luôn nè. Đúng bắt không? Sắp được rồi, trời ơi, tiền đừng bay mất nhá, trời ơi. Chén nước mắm đâu, cho em xin 2 chén đi. Chị Dung ơi, số tiền bây giờ đang là 15.200.000 nha chị Dung. 15.200.000 Hương ơi. Trời ơi. Nhớ cái nhỏ. Rồi, làm gì? Xong Sau khi hoàn thành món nem cua bể, người chơi sẽ đi tìm 5 người dân để mời họ ăn. Sau khi người dân thưởng thức món ăn xong, người chơi sẽ đặt câu hỏi cảm nhận về món ăn và người dân phải trả lời xuất sắc thì sẽ hoàn thành được thử thách. Chị Dung ơi, mời đi, mời người ta đi. Mời đi. Chị ăn giùm em một miếng đi chị. Dạ chị ăn giùm em đi. Miếng nhỏ nhỏ. Chấm nước mắm nè chị. Chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Chị nói giùm em chữ xuất sắc đi. Không phải nói chữ xuất sắc. Xuất sắc rồi. Một người. Cô ơi, anh ơi, chị ơi. Chị ăn hộ em một miếng đi. Chị ăn hộ em một miếng, chị ăn hộ em một miếng để em nhờ ai nhờ. Chị ăn hộ em một miếng thì ngon đúng không? Ngon thì chị bảo ngon nhá. Nào chị ăn em nào, chị ăn. Có người nào, có chị nào ăn giúp giùm em một cuốn. Chị ơi, em là con ơi, con giúp giùm cô. 5 người phải không ạ? Được không chị? Được không chị? Được không chị? Ngon lắm. Ngon lắm chị ơi. Rồi con chấm vô. Rồi con nói chữ xuất sắc cho cô nếu con thấy ngon. Xuất sắc. Yeah, chị. 3 người rồi, 3 người rồi. Đây. Còn 2 người nữa thôi nha mọi người. Dạ. Xuất sắc, 3 người chị nói chữ xuất sắc giùm. Rất là ngon. Rất là xuất sắc mới được. 3 người rồi, bên bển mấy người rồi? Một người rồi, thêm một người nữa. Chị ăn giùm em đi chị. Ôi đây. Ôi đây rồi. Rồi lẹ chị, ăn lẹ. Rồi 5 người rồi, chị nói em chữ xuất sắc. Ngon, xuất sắc. Rồi. Số là 2579. 2579. Số tiền là 12.509.930 đồng. Xin mời chị Vân Dung. Em về rồi các bác ơi. Đây chị, đây mẹ bé Hồng với lại bé Vũ với lại anh Đông. Chú ạ, đây là món nem cháu làm, mặc dù là có thể là chưa được ngon lắm nhưng mà đây là tình cảm của cháu đấy, dành cho gia đình, dành cho chú, dành cho hai em. Cháu cũng mong là chú thử món nem của cháu để nhận xét cho cháu xem cháu làm có được không ạ. Ngon không chú? Yeah. Cảm ơn chú ạ. Em mời chị vào trong nghỉ ngơi chút xíu, chuẩn bị đến với thử thách cuối cùng nha. Chào tạm biệt chị, em mời chị vào đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào đón và con cô bác đã quay trở lại với chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Đây sẽ là thử thách cuối cùng của ngày hôm nay, thử thách nhóm. Và số tiền thưởng tối đa cho thử thách này là 60 triệu đồng. Còn bây giờ thì dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón sự trở lại của ba khách mời ngày hôm nay: Emily, chị Vân Dung và Thành An. Rồi bây giờ mời ba chị em bước vào đây, mời chú Đạo luôn ạ. Bây giờ chú sẽ bấm nút để mình xem coi thử thách dành cho khách mời của chúng ta là gì. Bấm nút. Thử thách cả ba người chơi sẽ đi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Tách ở thôn 4 xã Cao Nhân để thực hiện thử thách về việc nhanh tay lẹ mắt. Chú Bảy bấm nút chú ơi, xác nhận. Chạy. Số tiền bây giờ đang là 59.300.000. Cố lên. Ở đây hả? Đây rồi. Đúng rồi, nhà mà bắt đây thôi mọi người. Ba người chơi sẽ lần lượt di chuyển ra hồ nước để tìm những quả bóng có chứa các ký tự cơ hội đổi đời. Mỗi lượt chỉ một người được di chuyển ra hồ mà thôi. Như vậy là có những cái ký tự là những chữ cái á, đang được giấu ở đâu ở ngoài hồ, thì người chơi chúng ta sẽ phải xuống đó để tìm những quả bóng chứa các ký tự của cái tên chương trình là Cơ Hội Đổi Đời. Đê được không ạ? Đê hả? Đổi đời cơ mà. Đê. Một cây thôi. Một cái bằng màu xanh rồi, một cái luôn. Có một chữ D rồi nha quý vị, một chữ D. CH có chữ D rồi. Càng về sau càng khó nha cả nhà. Tại càng về sau mình phải ráng nhớ ký tự cái chữ. rồi, chữ C leo lên đây. Rồi để chữ C vô, mỗi người một cây, cứ đứng sẵn đi, nhanh lên. Rất nhiều quả bóng đang ở dưới lòng hồ và có cả 100 cái ký tự khác nhau ở dưới đó. Nhanh nhanh, lẹ lên em, bước cái chân rộng ra. Ba khách mời của chúng ta là đang lội nước, mà nước dưới hồ bây giờ có như nước đá đó quý vị. Hay quá, thanh niên đi lẹ quá. Còn 4 chữ O, 3 chữ cái rồi không ạ? Cơ hội đổi đời có tất cả là 11 chữ cái. Đời, đời, đời. Chữ đời mới được chữ đờ với chữ O thôi. Nhìn thấy chữ O ở đâu? Bên trái, màu da cam ấy. Màu da cam hả? Đây rồi, O đây rồi. Chữ O, nhanh, nhanh, nhanh. Ơ thế mà O cũng đâu nặng. Đâu nặng là sai, sai. Vân Dung, Vân Dung, Vân Dung, Vân Dung, Vân Dung, Vân Dung. Chữ Y nhá. Y được, được, lẹ lên. Tại vì ở ngoài đó có cả 100 chữ cái, chỉ có 11 chữ cái là có thể ráp vô được cái từ này thôi. Cơ hội đổi đời. Đúng là đời, đời nó là bể khổ quý vị. Bao nhiêu chữ là không lên đủ chữ đời. Chữ gì vậy? Chữ gì? D, chữ D à? À! Đi, không kịp. Y và O hỏi ơ. Chữ Y ở đâu nhỉ? Chuyện gì đây? Ô hỏi. Ô hỏi hay quá, rồi. Luôn. Bây giờ chị lấy chuyện gì đây? Chị. Ok. Đấy phải. Bà con đang rất sốt ruột. Đi ai đi. Cơ, được chữ cơ rồi. Vỗ tay. Là nó có được chữ cơ, đã có được chữ đời rồi, chỉ còn chữ hội với chữ đổi nữa thôi. Chữ gì? Ô nặng à. Rồi bây giờ kiếm hai chữ Y. Đi. Tiếp theo, Thành An. Rồi kiếm chữ Y, kiếm chữ Y lên. Chữ gì bạn chưa ơi, cho coi. Hai chữ Y nó đủ. Hai chữ Y nữa thôi. Hai chữ thôi là mình đã vượt qua được thử thách này nha. Hai chữ Y nữa. Ráng lên An ơi, nhanh lên. Và lần lượt tiếp theo là chị Vân Dung. Như vậy là mình đã có được chữ đổi rồi nha quý vị. Đổi đời. Ủa chị ơi. Bạn ơi chị ơi. Ok. Vân Dung đã lấy được rồi. Bây giờ phải cầm hết cái chữ này chạy bộ về đó. Không lên xem mua về vậy. Vân Dung. Ở đây. Cơ hội đổi. Rồi, cơ hội đổi đời. Làm gì nữa? Các khách mời của chúng ta phải cầm hết tất cả những cái chữ cái này chạy về sân khấu. Trời đất ơi, bằng cách nào không được làm rớt, cầm hết bóng này chạy về sân khấu. Phải chạy à? Dạ, nhét vô bụng nè con. Ok. Nhét vô bụng. Đó, nhanh lên chị Dung, đúng rồi, hai tay hai nách chị Dung ơi. Mã số đang ở đây thưa quý vị. Khi nào người chơi mang được tất cả những cái chữ cái của từ cơ hội đổi đời về được đây, các bạn hãy mới nhận được mã số. Bà con đừng có chạy theo, người ta chạy theo lẹ. Chạy nha. Cố lên mọi người ơi, vỗ tay cổ vũ đi. Các cánh bờ của chúng ta đang rất là cố gắng để hoàn thành thử thách này. Lấy tiền cổ đi. Mọi người, bà con ơi, cánh tường ngay cửa, ngay cửa để cho các khách mời của chúng ta chạy về. Trời ơi, tội nghiệp quá, đáng yêu quá. Mọi người đang chạy về sân khấu của chúng ta. Thôi. Đến đó chưa? Cánh tường. Chúng ta thấy dẫn đầu đang là Thành An ơi, cố lên. Đủ nước nữa. An về tới rồi, vỗ tay mọi người ơi. An về tới rồi. Lên đây An ơi, lên đây. Xếp lại thành chướng cơ hội nữa rồi nhé. Hội nè, xếp lại chữ C đầu tiên, cơ hội đổi đời. Còn có chưa? Chữ đời đây rồi, cho mã số, của chúng tôi là 9632. Số tiền 34.226.510 đồng. Dạ thưa quý vị, như vậy là với thử thách nhóm, thử thách cuối cùng thì cả ba khách mời của chúng ta đã mang về một số tiền rất là hấp dẫn. Với thử thách vừa rồi thì các khách mời của chúng ta cảm thấy như thế nào chị Vân Dung? Nó gọi là không thốt nên lời. Bởi vì là em chạy đến nỗi mà chân em nó xoắn quẩy các bác ạ. Ôi dồi ôi, mệt quá nhưng mà thật là sự là vui. Đội của em hôm nay tất cả mọi người làm tốt quá. Và bây giờ chúng ta sẽ coi tổng số tiền sau 4 thử thách mà các khách mời đã mang về được cho gia đình của anh Đông là bao nhiêu? 86.832.498 đồng. Một kỷ lục của chương trình đã được ghi. Đây là kỷ lục của chương trình. 86 triệu là rất là cao. Quý vị đã hỗ trợ và giúp các anh chị đi làm mới nhanh. Cảm ơn bà con rất nhiều. Cảm ơn ba nghệ sĩ rất là nhiều. Quá là giỏi luôn rồi. Là kỷ lục tại Hải Phòng rồi. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho gia đình của anh Đông đã có được một cơ hội đổi đời với số tiền 86.832.498 đồng. Và bây giờ xin mời anh Đông cho biết cảm xúc của mình ngày hôm nay khi nhận được số tiền này ạ. Tôi rất xúc động vì cảm ơn chương trình và bà con ở xã Cao Nhân. Tôi một lần nữa xin cảm ơn. Đó là lời cảm ơn từ anh Đông, người gửi đến cho tất cả mọi người, những bà con của bác quá đáng yêu ở Cao Nhân đã hỗ trợ cho các khách mời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn. Và thưa bà con, như bà con nhìn thấy ở đây, chiếc vòng quay may mắn của cơ hội đổi đời sẽ có những cơ hội để cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tại địa phương nơi gia đình anh Đông đang sinh sống. Nhiều nhất là 4 gia đình sẽ được hỗ trợ từ Tôn Zacs. Và bởi vì các khách mời của chúng ta đã chiến thắng cả 4 thử thách ngày hôm nay, cho nên họ được quay vòng quay này 4 lần. Cứ nhiều nhất là mình chọn thôi. Bây giờ Vũ, con xoay trước lần đầu tiên đi nha. Con xoay vòng quay này đi con. Xoay đi con. Người nghèo ở địa phương con sẽ được. Chào quý vị ơi. Chúc mừng 4 gia đình. Quá xuất sắc luôn. Dạ em xin kính mời đại diện Tôn Zacs là chị Ánh Tuyết tới trao 4 cái máy tôn cho gia đình hộ nghèo ạ. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tuyết, tôi đến từ công ty tôn thép Quang Trung, là đại lý ủy quyền của Tôn BlueScope Zacs tại Phú Thọ. Thay mặt cho chương trình, tôi xin trao tặng 4 mái nhà cho hộ nghèo trên quê hương tôi, và riêng công ty Quang Trung tôi xin gửi tặng hộ gia đình anh Đông là 5 triệu và 4 mái nhà. 4 hộ mà được tặng mái nhà này, mỗi hộ 5 triệu, giá là 25 triệu. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ạ. Dạ, em xin cảm ơn chị Tuyết rất nhiều. Cũng rất là cảm ơn ba nghệ sĩ cũng như là vận động viên quốc gia đã có mặt ngày hôm nay để kiếm được số tiền quá lớn là 86 triệu hơn. Thì em xin mời chị Tuyết luôn, đại diện để tặng kỷ niệm chương. Chương trình Cơ Hội Đổi Đời của chúng tôi mong rằng sự lan tỏa năng lượng tích cực này đến khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước, và chúng tôi hứa cũng sẽ đi thật là nhiều để kiếm những hoàn cảnh chúng ta cần phải đổi đời cho họ để bước sang một trang mới. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên HTV 7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Tôn Zacs, công nghệ inox đến từ tập đoàn Bluecorp, 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến Cao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua tư thách, vượt qua tất cả môi ai cũng cười. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách, thành công mang về cuộc.